Suốt một năm chăm sóc, những cây đào của nhà ông Nguyễn Văn Hào đã cho ra hoa khá đẹp và nhiều lộc. Có nhiều gốc đã được khách đặt. Những tưởng sẽ được một khoản dư giả tiêu Tết và lo cho gia đình sang năm. Thì giờ ông Hào chỉ còn biết ngồi nhìn vườn đào trong xót xa. Để xem bóng đá xong thì đúng cái đêm rét quá thì anh em mới bảo thôi đêm nay ở nhà không ra đồng nữa. Thế nên đọc mỗi một có 3 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Mà đến 7 giờ sáng là anh em bắt đầu mới dậy đi ra đồng thì nhìn thấy cánh đồng nó tan hoang hết. Bức xúc quá tôi gọi tất cả những hộ đậu trồng đào coi như là bị phá ra để xem xét tình hình nhà mình thiệt hại bao nhiêu. Nhà ông Hào bị kẻ gian chặt mất 15 gốc đào to, thiệt hại lên đến gần 200 triệu đồng. 10 gia đình khác ở xung quanh cũng bị kẻ gian chặt hạ những gốc to, có giá trị như đào rừng, đào thế, số lượng lên đến gần 200 gốc. Bà Nguyễn Thị Trung chỉ còn cách vớt vát chút tiền từ việc cắt cành ra bán lẻ. Chuyện những vườn cây gần thu hoạch bị kẻ gian chặt phá xảy ra ngày càng thường xuyên, nhất là vào dịp cận Tết khi gia đình trông chờ thu hoạch. Mới đây, nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Thư, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cũng đã bị kẻ gian chặt hạ 210 gốc chanh dây, được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đang gần thu hoạch và không thể phục hồi lại. Ước tính thiệt hại khoảng nửa tỷ đồng. Năm trước, hàng trăm gốc sa chi của bà Nguyễn Thị Oanh ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng đã bị chết sau một đêm. Số tiền cả trăm triệu đồng bà đầu tư cùng công sức suốt 9 tháng chăm sóc đã không cánh mà bay. Nói bảo ngất xỉu thì không đúng, nhưng mà gần như là xỉu người ra vào và lúc đấy thì chỉ có khóc thôi, không biết làm nào đâu. Cơ quan chức năng ở tất cả các vụ việc đều đã nhanh chóng vào cuộc, nhưng có một điểm chung là rất khó tìm ra thủ phạm. Bản chất đây là hành vi hủy hoại và cố ý làm hỏng tài sản của người khác, được quy định trong điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Và đối với tội danh này, tùy vào hành vi vi phạm, mức độ thiệt hại và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nếu có, sẽ có nhiều mức xử phạt khác nhau. Mức phạt có thể từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Với mức thiệt hại cao hơn thì sẽ có biện pháp xử phạt tương ứng. Ở khoản 3, điều 178 thì quy định về cái phần định lượng, đó là cái giá trị gây thiệt hại cho tài sản có trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Khoản 4 quy định là phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Tuy nhiên là bên cạnh đó người phạm tội còn có thể là bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, các hình phạt đối với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hỏng tài sản của người khác không hề nhẹ. Đây cũng là hình phạt xứng đáng bởi hành vi này không khác gì là chặt đứt nguồn sống của cả một gia đình.